một rẻ vụ bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên. Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, động cơ rắn có tầm bay xa kỷ lục, đánh dấu một chương mới trong chương trình phát triển ICBM của Bình Nhưỡng. Sáng 31 tháng 10, quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt thông báo về một vụ phóng tên lửa từ phía Triều Tiên về phía vùng biển Nhật Bản, hay còn được gọi là Biển Đông của bán đảo Triều Tiên. Ngay sau đó, các nhà phân tích quân sự nhanh chóng phát hiện tầm bay của tên lửa mới này dài nhất từ trước đến nay và thậm chí có thể bay đến mọi nơi tại Mỹ. Họ cũng kết luận đây chính là tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mà Bình Nhưỡng mới phát triển. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa đạt độ cao tối đa hơn 7.000 km và bay được hơn 1.000 km trong vòng 86 phút trước khi rơi xuống ngoài khơi bờ biển Hokkaido, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Truyền thông Triều Tiên cũng xác nhận vụ phóng tên lửa mới có tên Hoa Song 19 này là một thông điệp của Bình Nhưỡng gửi đến các đối thủ về năng lực vũ khí mạnh mẽ của nước này. Phía Bình Nhưỡng cũng cho biết Kim Ju Ae, con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cũng tham gia thị sát buổi phóng thử này. Những vụ thử ICBM. Theo đài Al Jazeera, lần gần đây nhất mà Triều Tiên thử ICBM là vào tháng 12 năm 2023 với vụ phóng tên lửa Hoa Song 18. Đó cũng là lần thứ ba Bình Nhưỡng thử loại vũ khí này. Tổ chức 38 Not ở Mỹ chuyên giám sát tình hình Triều Tiên cho biết Hoa Song 18 bay được hơn 1.000 km trong thời gian bay 73 phút và đạt độ cao tối đa hơn 6.000 km. Hoa Song 18 cũng có nhiều sự thay đổi so với mẫu tên lửa Hoa Song 17 trước đây. Cụ thể, Hoa Song 18 là tên lửa nhiên liệu rắn, an toàn hơn và dễ điều khiển hơn so với các tên lửa được phóng bằng nhiên liệu lỏng. Hơn nữa, các tên lửa được phóng bằng nhiên liệu rắn cũng không cần phải nạp thêm nhiên liệu ngay trước khi phóng. Vì vậy, các tên lửa nhiên liệu rắn cần ít hỗ trợ ở khâu hậu cần hơn, giúp chúng khó bị phát hiện hơn so với các vũ khí nhiên liệu lỏng. Ngoài ra, nhiên liệu rắn cũng cháy nhanh hơn giúp tạo ra lực đẩy để phóng tên lửa nhanh hơn. Nhiên liệu rắn có thể lưu trữ trong thời gian dài mà không bị hỏng hóc. Đây cũng chính là nhược điểm của nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, để vận hành các tên lửa nhiên liệu rắn đòi hỏi công nghệ phức tạp hơn. Theo 38 nốt, nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn phát triển nhiều loại ICBM với nhiều lợi thế chiến thuật khác nhau như khả năng cơ động tầm bắn và khả năng mang theo các vũ khí khác. Các ICBM được thiết kế để có thể bay xa và mang theo các vũ khí khác như các đầu đạn hạt nhân. Trong đó, tên lửa Hoa Song 17 được thử nghiệm lần đầu năm 2022 có động cơ kém nhưng lại có tải trọng khủng khi có thể mang theo tên lửa đa đầu đạn và bom khinh khí, bom hát, siêu lớn. Tên lửa Hoa Song 15 được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2017 có kích thước nhỏ hơn nhưng lại có tính cơ động cao hơn. Triều Tiên còn có vũ khí nào? Theo dự án phòng thủ tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS tại Mỹ, kể từ năm 1984, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân, bao gồm các tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tên lửa hành trình tầm thấp và tên lửa phóng từ tàu ngầm. Giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng còn sở hữu kho vũ khí với ít nhất hàng chục đầu đạn hạt nhân và có khả năng quốc gia này tích trữ đủ vật liệu để chế tạo thêm nhiều đầu đạn hạt nhân hơn nữa. Vụ thử vũ khí hạt nhân gần nhất là vào năm 2017 và vũ khí này được cho là có sức công phá mạnh hơn gấp 10 lần so với những quả bom từng thả xuống Nhật Bản vào cuối Thế Chiến II. Cũng theo CSIS, một số tên lửa nổi tiếng của Triều Tiên có thể kể đến tên lửa Scud được phát triển dựa trên công nghệ của Liên Xô, tên lửa đạn đạo tầm trung no rong. Gần đây, Bình Nhưỡng cũng thử nghiệm một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và KN-25. Lý do thử ICBM vào lúc này. Giới quan sát nhận định Triều Tiên quyết định phóng thử Hoa Song 19 mới trong thời điểm này như một cách để Bình Nhưỡng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi hàng loạt sự kiện quốc tế quan trọng đang và sắp xảy ra. Trả lời hãng tin Reuters, ông Shin Seung Ki, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về quân đội Triều Tiên tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết vụ phóng thử ICBM hôm 31 tháng 10 là lời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không khuất phục trước những áp lực từ quốc tế, trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin về việc nước này gửi binh sĩ đến hỗ trợ Nga ở chiến trường Ukraine. Chuyên gia này cũng nói thêm vụ thử tên lửa có thể là thông điệp của Triều Tiên nhằm chứng tỏ việc bình. Những tuyên bố họ có khả năng đáp trả bằng sức mạnh quân sự khi bị gây hấn không phải là lời nói suông. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đang chạy đua nước rút cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Rất nhiều tỷ phú Mỹ đã liên tục tiếp sức cho cả hai. Cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 dường như đang trên đà trở thành cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tốn kém nhất trong lịch sử, Tính đến giữa tháng 10, các ứng cử viên và các nhóm đồng minh đã huy động được tổng cộng hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Theo phân tích của Financial Times, đến nay các tỷ phú đã quyên góp ít nhất 695 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 18% tổng số tiền huy động được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Từ tháng 1 năm ngoái đến giữa tháng 10 năm nay, các nhóm ủng hộ Tổng thống Joe Biden và bà Harris đã huy động được 2,2 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn so với mức 1,7 tỷ đô la Mỹ của nhóm ủng hộ ông Trump. Những con số trên càng cho thấy số tiền chảy vào chính trường Mỹ đã gia tăng đáng kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép các cá nhân quyên góp số tiền không giới hạn cho các siêu nhóm hành động chính trị, hay còn gọi là siêu PAC, và độc lập với các chiến dịch tranh cử chính thức. Trong tổng số tiền mà bà Harris huy động được chỉ có 127 triệu đô la Mỹ, tương đương với 6% là do các tỷ phú quyên góp. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với phía ông Trump. Trong số những tỷ phú chi tiền ủng hộ bà Harris có người đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz, nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman, doanh nhân Michael Bloomberg. Ngoài ra còn có thông tin tỷ phú Bill Gates đã thầm lặng quyên góp 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ông Trump đã nhận được ít nhất 568 triệu đô la Mỹ từ các tỷ phú, tương đương 34% tổng số tiền mà chiến dịch tranh cử của ông đã huy động được. Trong số đó, tỷ phú Timberland được cho là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, với số tiền ủng hộ lên tới 150 triệu đô la Mỹ cho nhóm Make America Great Again của ông Trump, chiếm khoảng 45% tổng số tiền tài trợ cho tổ chức này. Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, cũng đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho America PAC để ủng hộ ông Trump. Kết quả của bầu cử tổng thống Mỹ phụ thuộc nhiều vào một số bang chiến trường. Chính vì vậy, việc các tỷ phú đã liên tục bơm tiền vào những bang như vậy với mục đích có thể góp phần lôi kéo cử tri và giúp ích cho ứng cử viên tổng thống mình ủng hộ. Các tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm là ông Joe Biden vào tháng 1 năm 2021. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm ông vào tháng 1 năm 2025. Bất kể ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới để thể hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Joe Biden tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Đó là điều mà mọi người sẽ thấy ông ấy làm. Ông ấy làm điều đó không phải vì cá nhân mình, mà là vì người dân Mỹ. Đó là điều mà người Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các tổng thống sắp mãn nhiệm thường tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, nhưng bà không nhắc đến chuyện ông Donald Trump không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm là ông Joe Biden vào tháng 1 năm 2021. Ông Trump và phu nhân Melania đã rời Nhà Trắng trước lễ nhậm chức của tổng thống Joe Biden, bỏ qua lời chào truyền thống giữa hai thế hệ lãnh đạo và cả lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Phó Tổng thống Mike Pence khi đó cùng phu nhân Karen có tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Ông Pence bị một số người ủng hộ ông Trump đe dọa trong vụ bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thăm dò bầu cử Mỹ năm 2024 tại các bang chiến trường cho thấy, cục diện tỷ lệ bám đuổi xích sao giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris. Bà Harris có lợi thế ở bang Michigan, Wisconsin, Nevada, trong khi ông Trump dẫn trước ở bang Bắc Carolina, Georgia, Arizona, điều này có nghĩa là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất sẽ diễn ra ở bang pennsylvania